theo các bác sĩ bệnh bạch hầu là một bệnh nguy hiểm với những bệnh nhân bạch hầu có diễn biến nặng họ có thể gặp phải tình trạng viêm cơ tim suy tim cấp dối loạn nhịp tim tổn thương ống thận sau đó dẫn đến tình trạng suy thận cấp các bác sĩ khuyến cáo để giảm được nguy cơ tử vong ngăn bệnh diễn biến nặng người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng ngừa và có biện pháp phòng chống dịch về phòng tránh bệnh bạch hầu thì, uh, thứ nhất là quan trọng nhất là vaccine uh, khi chúng ta tiêm đầy đủ vaccine thì chúng ta uh, có thể hạn chế cái nguy cơ nhiễm bệnh hoặc là nếu như không may có nhiễm bệnh thì diễn biến bệnh nó cũng nhẹ. Thứ hai là à, nếu như mà chúng ta có tiếp xúc gần gũi với một cái người bệnh được xác định là bệnh bạch hầu thì chúng ta nên thực hiện việc cách ly. Thứ ba là một số bệnh nhân khi uh, trong cái giai đoạn là uh, sau cái giai đoạn mà tiếp xúc gần với cái người bệnh bạch hầu thì có thể cho chỉ định uống kháng sinh dự phòng để giúp uh, uh, ngăn các cái vi khuẩn mà mình hít vào không cho nó phát triển lên nó gây bệnh. Hiện nay bệnh bạch hầu đã có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, dù đã tiêm vaccine, người dân cũng không nên lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Với cái vaccine bạch hầu thì cái hiệu lực bảo vệ của nó là được ít nhất là 10 năm. Cho nên là có những người mà sau 10 năm thì cái hiệu lực bảo vệ nó sụt giảm. Có những người thì sau thời gian dài hơn nó mới sụt giảm. Vì vậy cho nên là với một người mà thực hiện đủ cái tiêm chủng mở rộng thì uh, cái sau một thời gian cái hiệu lực bảo vệ nó giảm đi thì chúng ta vẫn cần phải tiêm nhắc lại việc mà mình tuân thủ biện pháp phòng ngừa, ngừa, liên quan đến như là đeo khẩu trang hay vệ sinh mũi hầu họng hay tăng cường sức đề kháng bằng cách chế độ luyện tập cũng như là ăn uống đều vẫn cần thiết một cái thứ hai nữa là gì là việc mà nếu mình mắc vẫn có thể nguy cơ lây lan cho cộng đồng nên việc mà sau tiêm phòng mình không nên lơ là chủ quan mà vẫn tiếp tục các biện pháp phòng chống khác như là chăm sóc sức khỏe hay biện pháp khẩu trang là biện pháp hữu hiệu các bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nên khi bị bệnh, người bệnh cần phải thực hiện cách ly để tránh lây lan cho người khác. Đồng thời, khi có những triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân phải đến điều trị tại các cơ sở y tế vì sử dụng kháng sinh sớm sẽ có cơ hội giảm được nhiều nguy cơ diễn biến nặng.